Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam có diễn biến phức tạp. Để đảm bảo vệ sinh môi trường và hạn chế lây lan dịch bệnh, Bộ Y tế xây dựng hướng dẫn phun khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc khử trùng, xử lý môi trường theo hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. 1. Mục đích: ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ra cộng đồng. 2. Nguyên tắc thực hiện: việc phun khử trùng và xử lý môi trường phải được thực hiện sớm sau khi phát hiện có ca bệnh nhân COVID-19 đầu tiên. Phải làm sạch sẽ bề mặt, đồ dùng, vật dụng trước khi tiến hành phun khử trùng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh lây nhiễm chéo cho những người tham gia khử trùng và xử lý môi trường. Khu vực phun khử trùng cần được đảm bảo phòng tránh lây lan. 3. Các khu vực cần tiến hành phun khử trùng và xử lý môi trường: công ty, văn phòng, nhà xưởng, trong nhà, phòng ở, chung cư, căn hộ, bệnh viện. Khu vực liền kề xung quanh nhà phòng ở căn hộ của bệnh nhân và các căn hộ phòng liền kề. Hành lang, lối đi chung, cầu thang, thang máy, sành chờ v.v. đối với nhà chung cư, tập thể, ký túc xá, khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, cơ sở cách ly tập trung. Tường, nhà vườn, vỉa hè, đường đi, lối đi chung v.v. đối với nhà riêng liền kề xung quanh. 4. Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, hóa chất, phương tiện làm sạch, khử trùng, thùng xô, rẻ lau, kênh lau sàn, bình đặc biệt là máy phun khử trùng bằng điện, máy phun thuốc khử trùng bằng động cơ xăng, túi, thùng đựng chất thải lây nhiễm có màu vàng, phương tiện bảo vệ cá nhân, khẩu trang y tế bảo vệ đường mũi, miệng, kính bảo hộ che mắt tránh văng, bắn vào niêm mạc mắt, quần áo phòng dịch tránh phơi nhiễm với nước, dịch, găng tay cao su dày, ủng hoặc bao che dày chống thấm, bảo hộ, người tham gia cần được mặc đồ bảo hộ đầy đủ theo đúng quy định, hóa chất, dung dịch khử trùng, hóa chất khử trùng có chứa clo, cồn 70 độ, xà phòng rửa tay hoặc dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà con dòng máy phun khử trùng diệt khuẩn mới nhất hiện nay. Bình xịt điện Takio kết hợp máy phun xương cao áp Takio là sản phẩm được các đơn vị chuyên y tế, các công ty, nhà xưởng và bà con nông dân ưa chuộng sử dụng. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.